Thưa quý vị và các bạn, YouTube giờ đây không đơn thuần là một kênh video giải trí mà đã trở thành một mạng xã hội với cộng đồng người dùng vô cùng đông đảo. Bên cạnh mặt tích cực thì nền tảng chia sẻ video này cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hại. Sau khi những video có tính chất giang hồ như của Khá Bảnh được gỡ xuống, khoảng 22 triệu người dùng YouTube tại Việt Nam đang tiếp tục phải chứng kiến các YouTuber sử dụng nhiều chiêu trò phản cảm khác để thu hút người xem. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng của Việt Nam phải có nhiều biện pháp cứng rắn hơn nhằm kiểm soát các clip xấu độc trên YouTube. Tại Việt Nam, sự xuất hiện của YouTube đã có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của nền tảng video này đã kéo theo không ít hệ lụy. Thời gian qua, dư luận chưa hết bức xúc trước hiện tượng Khá Bảnh với những video phản cảm trên YouTube khiến giới trẻ có nhận thức lệch lạc. Thì trên nền tảng này vẫn tiếp tục nảy sinh ra các kênh YouTube nhảm nhí, không có thông điệp nào nhưng vẫn thu hút cả triệu lượt xem và đăng ký. Theo rà soát của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có tới 55.000 video có nội dung xấu tồn tại trên các kênh YouTube ở Việt Nam. Mặc dù thời gian qua, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip xấu độc trên YouTube, theo yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, nhưng do cơ chế quản lý nội dung trên YouTube còn rất nhiều bất cập, nên việc ngăn chặn gỡ bỏ này chưa phát huy tác dụng. Điều này khiến dư luận một lần nữa không khỏi hoang mang về sự tồn tại và lan truyền của những video có nội dung xấu độc trên không gian mạng. Chúng ta cũng phải nhìn nhận ở nhiều góc độ. Cái thứ nhất là cái tính lan tỏa của mạng xã hội. Nó quá nhanh. Và cái kiểm soát tất cả những video clip, những cái bài viết trên đó ấy, cũng rất là khó khăn. Đấy, tại vì nó nhiều quá, mà trong khi đó cái lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng chức năng chúng ta cũng còn hạn chế. Cái nữa là gì? Một số những cái trang mạng đó là trang của nước ngoài. Và họ ấy có những cái điều khoản của họ. Nên ở một góc độ nào đó ấy, thì họ ấy đồng ý thì mới gỡ, mới tháo được những cái trang đó. Đấy, nhưng mà không phải trong mọi trường hợp họ ấy đều nhanh chóng để thực hiện những cái yêu cầu của chúng ta. Để ngăn chặn những nội dung xấu độc trên không gian mạng, thì luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đã quy định rõ trách nhiệm với cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý hệ thống thông tin và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, góp phần quan trọng hình thành không gian mạng an toàn, lành mạnh. Bộ Thông tin Truyền thông và trực tiếp là Cục Phát thanh Truyền hình, rồi Cục An toàn Thông tin, đã cùng với bên các anh ở Bộ Công an là cục trực tiếp là Cục An ninh mạng là đấu tranh với Facebook, với Google, với YouTube, phải nói là trong 2 năm vừa qua là hàng ngày hàng giờ. Thì đúng là một bên thì tìm mọi cách đưa vào các khuôn khổ quy định pháp luật, một bên thì đề cao các giá trị là tự do ngôn luận, tự do thoải mái nhất ở trên mạng. Nhưng rất may các anh chị là trong khoảng 1 năm đổ lại đây thì tất cả những cái đấu tranh của chúng ta nó có nhiều cái tiến bộ, nó có nhiều cái bước tiến triển. Là bởi vì cả thế giới này, rất nhiều chính phủ cũng nhận ra điều đó và nó đã tạo thành ra một cái xu thế toàn cầu. YouTube giờ đây đã trở thành một nền tảng mạng thu hút hàng ngàn người ở Việt Nam tham gia làm nội dung. Thậm chí, nhiều bạn trẻ coi việc phát triển nội dung trên kênh YouTube là công việc khởi nghiệp của mình. Tuy nhiên, hãy khởi nghiệp bằng sự hiểu biết và thượng tôn pháp luật. Lời khuyên đối với các bạn trẻ là tìm hiểu kỹ những quy định của pháp luật, cũng phải đánh giá xem những cái hành vi, những cái hoạt động của mình có vi phạm pháp luật hay không, có đi ngược lại đối với thuần phong mỹ tục của chúng ta hay không, có vi phạm đạo đức lối sống hay không. Có lẽ là nếu khi mà thấy rằng những cái định hướng, những cái khởi nghiệp của mình mà không vi phạm pháp luật, không đi ngược lại đạo đức xã hội, không đi ngược lại đối với thuần phong mỹ tục, thì chúng tôi nghĩ rằng nên rất là khuyến khích. Hy vọng với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, thời gian tới, người dùng YouTube tại Việt Nam sẽ được tham gia vào một không gian mạng lành mạnh. Và để tránh những tác động xấu, người sử dụng cũng cần cảnh giác, nâng cao sức đề kháng để tự bảo vệ mình trước các thông tin xấu độc trên YouTube.